A Di Đà Phật, xin mời quý Phật tử chúng ta cùng chắp tay lên niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thì hôm nay những tướng tính chia sẻ về giáo lý rộng ra một chút, nhưng mà thấy cũng toàn gương mặt thân quen không à. nên chỉ chia sẻ sơ sơ thôi. Còn chắc là hàng tối những tướng sẽ chia sẻ về phần giáo nghĩa là chính, giáo nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ. Mà giảng giáo nghĩa thì nói cho mấy cậu biết là rất dễ buồn ngủ. Hồi xưa mà những tướng mà nhớ ở khu chuyên tu mà mỗi lần mà bật hòa thượng tịnh không lên là mấy cụ coi như ngủ ngủ gục hết. Nên gọi là hồi xưa là hồi xưa mà những ông thầy nào á mà ổng ít lý luận rồi ít lý giải á, là ông giảng ông lên đài ông giảng là coi như ngủ gục hết. Giống như như những tướng hồi qua nói giỡn thầy Hằng đó, thầy Hằng là ít khi nào mà lý luận ít lý giải lắm, thầy là chỉ theo đọc vậy thôi. Thì cái giáo nghĩa thì nó, nếu mà mình giảng là đòi hỏi cái người nghe là phải cái tâm nó tỉnh sáng dữ lắm, nó mới không có hôn trầm. Thì mà muốn cái tâm tỉnh sáng vậy á là phải người tu nó cũng phải lâu, phải thâm nhập giáo lý cũng sâu sắc lắm. Nhưng mà mấy chục ngày nay thì chắc mấy cụ ở đây thâm nhập giáo lý là chắc là sâu sắc rồi, chắc là nghe giáo nghĩa chắc là không có bị hôn trầm đâu. Chứ hồi xưa mấy cụ ở tỉnh Thất Quan Âm là cứ giảng kinh Vô Lượng Thọ là cũng gục hết à. Biết tại sao mà? Tại vì mình cái giáo lý mình chưa có nắm kỹ. Giáo lý mình chưa có nắm kỹ nên cái làm cho cái nhiều khi nó làm cho cái sự tỉnh sáng nó không có. Thì khi mà nghe giáo nghĩa là nó nghiêng về tu chỉ, còn giáo lý là nó nghiêng về tu quán. Mấy cụ biết tu quán là sao mà? Quán có nghĩa là mình quán chiếu á, giống như là bốn pháp quán gì đó, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cái đó là nghiêng về tu quán. Tu quán là nó đòi hỏi vận động cái đầu óc của mình, thì nó không làm cho mình bị hôn trầm. Nhưng mà nếu mà mình không biết cách quán là nó làm cho đầu óc mình suy nghĩ rất là loạn xạ. Nếu mà mình không có chuẩn, không có bốn cái chuẩn đó, là mình suy nghĩ rất là lung tung, suy nghĩ miên man không kiểm soát được luôn. Nên mà tại sao mà Phật dạy tứ niệm xứ là để cho cái đầu óc mình có cái chánh quán, để không có suy nghĩ lung tung bậy bạ tùm lum đó, không có suy diễn này suy diễn kia rồi nó cứ kéo theo rồi nó làm cho rồi mình tưởng tượng rồi mình suy diễn rồi tùm lum hết á. Nên Phật mới dạy ra bốn pháp quán đó. Nó hay lắm, nó giúp mình không có tưởng này tưởng nọ. Nó cái đầu của mình vậy chứ mà nó nguy hiểm lắm. Nếu mà nó mà không có được dạy kỹ về bốn cái pháp quán đó là rất là dễ nghĩ lung tung. Nghĩ ăn đậu rồi thấy ai cũng xấu. Nó nguy hiểm lắm. Thì diễn nó mà ớn lắm. Nên phải có bốn pháp quán đó. Còn cái về tu chỉ, tu chỉ thì Phật cũng chỉ ra bốn cái tu chỉ luôn. Là gì? Thân thọ tâm pháp, nghĩa là mình dừng ở trên thân, dừng trên thọ, dừng trên tâm và dừng trên pháp. Thân thì giống như hồi bữa những tướng chỉ đó, chẳng hạn như là hơi thở này là thuộc về thân nè, hoặc là mình trụ cái sự chú ý của mình lên các bộ phận trên cơ thể đó, chẳng hạn như đỉnh đầu này, lông mày này, thì bên vai trái vai phải đó, đó là trụ trên thân, là nó giúp cho tâm mình nó dừng lại. Đó là thân nè. Thọ là gì? Là mình chú ý vào cái âm thanh của danh hiệu Phật, đó là thuộc về thọ. Tâm thì có nghĩa là mình nhiều khi mình quán tưởng hoặc là mình niệm chú á, mình niệm chú á, gì đó như chú Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn đó, nó thuộc về niệm tâm đó, nghĩa là từ cái tâm của mình lưu xuất ra thì đó là niệm tâm. Còn niệm pháp á, niệm pháp là nó nghiêng về mặt giáo nghĩa, nhưng mà mặt giáo nghĩa của kinh Phật, nghĩa là khi mà những tướng mở ra và những tướng định nghĩa, chẳng hạn như cái chữ này có nghĩa là gì, cái nghĩa là gì rồi vậy đó, thì đó là thuộc về giáo nghĩa, thì sẽ giúp cho mấy cụ cũng dừng được tâm. Thì dừng tâm thì nó, nếu mà cụ nào mà cái tâm mà nó không sáng thì rất dễ không trầm. Nên mấy cụ thấy không, khi mà mình ngồi xuống
cái đầu mình mà nó không được sáng á, là mình ngồi thiền dễ bị hôn trầm lắm. Cũng giống vậy, mình nghe pháp mà mình nghe thuần về giáo nghĩa không á, cũng dễ hôn trầm lắm. Thì chắc hôm nay cũng có một vài cô mới, thì chắc Nhận Tướng cũng nói sơ sơ qua về cái vấn đề giáo lý một chút. Thì hồi, cái Phật pháp của mình đó, nó khác hơn so với những cái tôn giáo khác. Đó là nó không chỉ hướng về mặt nội tâm, mà nó còn mô tả được cái cơ chế hoạt động của cái tâm thức của mình nữa. Đó. Thì hồi xưa thì mấy cái tôn giáo khác đó, khi mà họ đào sâu và họ nhìn vào cái sự vật, họ nghiên cứu vào các sự vật đó, họ có cái trực giác và họ thấy được là đằng sau cái sự vật này nè, nó có một cái gọi là trí năng ở gọi là bên đạo Nho thì gọi là tính quang minh gì đó, nghĩa là nó mang tính chất là giống như là nó có một cái trí năng đặc biệt gì đó mà nó có khả năng sắp xếp được cả cái vũ trụ này, nó có khả năng nó đoán trước được tương lai, nó có khả năng họ dùng kinh dịch đó, họ có thể đoán trước được tương lai. Nên mà đạo Nho họ thấy cảm giác là đằng sau cái sự vật vận hành này nó có một cái trí năng gì đó, nó điều khiển vũ trụ đó. Còn như bên đạo Thiên Chúa thì sao, họ nói là có đấng sáng tạo, đúng không? Còn bên Hindu giáo thì nói là thần Brahma, thần ngã, nghĩa là họ nhưng mà càng về sau á, càng về sau thì bắt đầu nó nhiều người ta hiểu lệch đó, người ta bắt đầu người ta tưởng tượng ra có một nhân vật cụ thể như là một cái ông già ngồi ở trên cao là thượng đế đó, điều khiển vũ trụ, rồi bắt đầu nó bị biến chất dần cái xong rồi nó cũng sinh ra cái nhiều cái vấn đề không hay. Từ đó mà bắt đầu khoa học á, một số người người ta lên và người ta lật đổ lại. Người ta nói là vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất sinh ra ý thức, để người ta lật đổ lại cái quan niệm trước, đúng không? Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật thôi, đúng không? Tâm và vật nó tuy hai mà một, tuy một mà hai, giống như trong gì? Trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói gì ạ? Sắc tức thì không, đúng không? Không tức thì sắc, sắc ở đây có nghĩa là vật chất đó, không ở đây có nghĩa là nó là cái tâm thức, tâm và vật nó cũng là. Nhưng mà sao? Gì? Này, thị cố không chung này, vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, có nghĩa là cái vật chất này nó cũng không thể rời được cái tâm thức, đúng không? Nhưng mà nó cũng không phải là cái tâm thức, nghĩa là cái tâm thức của mình không phải là do vật chất sinh ra, ý là vậy đó. Nghĩa là cái không phải là do mình ăn chất ngon, ăn chất bổ rồi tự nhiên cái tâm mình nó được an lạc, nó được hạnh phúc. Không phải, không phải do cái chất phiện, thuốc phiện hay là uống rượu vô thì nó sẽ làm cho mình an lạc. Đó. Thì cái câu này có nghĩa là như vậy đó. Nghĩa là cái tâm của mình đó, nó hạnh phúc hay không đó là do cái sự nhẹ nhàng trong cái nội tâm đó, cái sự an bình ở trong nội tâm đó, thì nó mới có được cái sự hạnh phúc. Chứ không phải là do cái chất này, chất kia rồi nó tạo ra được hạnh phúc. Nên hiện nay con người bị ảnh hưởng bởi tư duy khoa học đó, nên họ chỉ có đi tìm chất bổ, đúng không? Họ chú trọng vào những cái đó không à? Rồi hưởng thụ những cái dục lạc đó thôi. Chứ mà họ không có biết được đó là cái nội tâm của con mình, nội tâm của mình nó có những cái quy luật biến hóa của nó. Mà chỉ có Đức Phật mới nhận ra được cái quy luật biến hóa của nó thôi. Và Ngài trình bày qua cái gì ạ? Qua cái pháp thập nhị nhân duyên đó. Đầu tiên là từ một cái ý niệm sai lầm, là một ý niệm vô minh đó, mà bắt đầu nó thúc đẩy mình hành động. Rồi vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức vô vi biểu sắc, vô biểu sắc duyên lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu. Đó. Và mình bị cái sự vận hành ở trong đó đó, nó lôi kéo đi. Thì mấy chục ngày trước là Những Tướng đã nói rồi, mà bây giờ mà chia sẻ lại thì chắc nó cũng dài lắm. Đó thì đại khái là Những Tướng chừng nào có máy nghe pháp á thì chắc gửi lại cho mấy cô về nghe lại để thấy được cái sự vận hành của nó như thế nào, để mà mình biết mình chuyển hóa được cái tập khí của mình, chuyển hóa được cái tham dục của mình. Đó thì khi mà mình chuyển hóa được cái tham dục, chuyển hóa được cái tập khí á, thì cái cơ hội vãng sanh của mình nó rất là cao, đúng không ạ? Hiện tại ngay bây giờ nó tâm mình mà nó yên, nó nhớ tới danh hiệu Phật thì sao ạ? Thì tới lúc lần lâm chung thì nó cũng sẽ như vậy.
đúng không? Còn nếu như bây giờ mà mình đang dính mắc trong những cái ngũ dục lục trần, danh văn lợi trưởng, tự tư tự lợi, thì sao đến lúc lâm chung mình nhớ được, đúng không? Nhớ được danh hiệu Phật, nhớ được tới cái phát nguyện mà để mà vãng sanh. Đó, nên là tại sao mà nhà Phật nói là phải chuẩn bị từ ngay bây giờ. Đó, từ ngay bây giờ mình sao mình cố gắng mình tu tập, mình chuyển hóa cái tham sân si của mình, làm sao nó càng mỏng càng tốt, thì cái cơ hội vãng sanh của mình nó càng cao. Thì Đạo Tướng thấy có nhiều thầy thì nói là gì? Bổn nguyện niệm Phật, đúng không? Chỉ cần tin A Di Đà Phật, tin chỉ cần niệm Phật là vãng sanh. Thì đúng là như vậy. Nếu mà lúc lâm chung mà mình nhớ niệm Phật là chắc chắn là được vãng sanh thôi. Phật không bao giờ lừa dối, đúng không? Đó là bổn nguyện niệm Phật, đó là cái niệm lúc lâm chung. Đó, nhưng mà làm sao mà để lúc lâm chung mà mình nhớ được? Đó, thì cái đó lại đòi hỏi là khi lúc sống mình phải có cái sự buông xả rất là nhiều. Buông xả càng nhiều bao nhiêu thì và càng buông xả, đúng không? Rồi mình còn phải gì? Tin câu danh hiệu Phật nữa, niệm Phật và phát nguyện nữa. Nó thì lớp lâm chung thì tự nhiên nó mình sẽ nhớ được thôi. Cái cơ hội xác suất thì nó cao hơn. Còn mà mọi người mà muốn mà chắc chắn vãng sanh là phải đạt đến công phu niệm Phật thành khối. Đó. Công phu niệm Phật thành khối giống như hồi xưa những tướng nói đó, thành khối là nói chung là phải miên mật dữ lắm. Thì phải có sự hỗ trợ nhiều lắm. Chẳng hạn như mai mốt mà mấy cụ mà bắt đầu đã thấm nhuần rồi thì có thể thể nhờ thêm dùng máy bấm niệm Phật, thì may ra mới hỗ trợ cho mấy cụ chuyên nhất được. Chứ còn mà không dùng máy bấm chắc cũng khó lắm. Thì mình nắm chắc phần vãng sanh thì mình phải nỗ lực nhiều hơn. Thì vậy thì những thứ gì nói sơ sơ như vậy thôi, để mình bước, mình biết được cái định hướng. Thì chắc là những tướng sẽ giảng cái quyển chú giải này. Nghĩa là mình coi như cái buổi thuyết pháp cũng giống như là một cái thực tập để mà mình tu chỉ. Nghĩa là mình nghe pháp để mà mình dừng cái tâm mình lại. Thì đòi hỏi là mấy cụ phải cái tâm nó phải tỉnh sáng một chút. Đó thì mình nghe pháp nó mới không có bị hỗn trầm. Thì hôm nay những tướng sẽ vô cái quyển chú giải này. Phật thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ là một vị cư sĩ tại gia. Ngài tu theo Mật Tông. Và cái hồi đó là đang là chiến tranh nữa. Nên là việc xuất gia nó rất là khó. Nên là đa số là những vị đó toàn là tại gia không à. Mà tại gia người ta tu tập, người ta tu tập mà sư phụ của Ngài Hoàng Niệm Tổ này được coi như là hóa thân của Ngài Phổ Hiền. Còn Ngài Hoàng Niệm Tổ này được coi là hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà hóa thân mà nên người ta không ai biết hết. Nghĩa là Ngài sống cũng rất là bình thường, cũng ăn uống rồi cũng bị dốt vô tù rồi cũng bị đánh đập rồi cũng gần khi gần lâm chung thì cũng bệnh tật. Nhưng mà có cái thông tin tiết lộ là Ngài là hóa thân của Ngài Quán Thế Âm. Chỉ có hóa thân của Quán Thế Âm mới chú giải nổi Kinh Vô Lượng Thọ thôi. Chứ mà người phàm làm sao mà chú giải nổi, đúng không ạ? Đó, còn bộ Kinh Vô Lượng Thọ này này. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này là của Ngài Hạ Liên Cư, là hóa thân của Ngài Phổ Hiền. Nghĩa là Ngài hội tập 5 bộ. 5 bộ kinh gốc từ cái đời Hán này, Ngụy, Ngô, Đường, Tống nằm. Nghĩa là người ta dịch đó, vào cái thời Hán này có một người dịch bộ Kinh Vô Lượng Thọ, tới đời Ngụy cũng có một người dịch, rồi tới đời Ngô cũng có một người dịch, tới đời Đường có một người dịch, nghĩa là năm người ta cùng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ thôi, nhưng mà dịch nó khác nhau. Và cuối cùng là sao ạ? Nó có rất là nhiều cái nó không giống nhau. Có cái thì nó thêm cái khúc này, có cái nó thêm cái khúc kia, có cái thì nó thiếu. Có cái có kinh á thì dịch chỉ có 48 lời nguyện, có kinh thì dịch có 32 lời nguyện, có kinh thì dịch có 24 lời nguyện. Đó. Thì bây giờ là mới phải cần phải hội tập lại, tại vì bây giờ là nhiều kinh quá không biết kinh nào mới là đầy đủ sợ thiếu. Lấy kinh này thì sợ thiếu kinh kia rồi, lấy kinh kia thì sợ không biết đúng hay không rồi vậy đó. Thế là các ngài Hạ Liên Cư mới phát tâm hội tập lại. Hội tập lại ra được cái bộ kinh này.
Thì trong đây có nói nè, pháp môn tịnh độ là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm thánh, thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang. Mấy cái này thì chắc mấy cô mới nghe thì chắc thấy lạ đúng không? Nhưng mấy cô ở đây có đọc mấy cái này thì có hiểu hết không? Như cô mơ đọc thì hiểu không? Dạ. Chắc mấy cô mới này chắc chưa đâu đúng không? Thì này, nhất thừa liễu nghĩa. Nhất thừa có nghĩa là nó phân biệt với đại thừa, tiểu thừa và nhất thừa. Đó, tiểu thừa là đắc quả vị A La Hán là cao, cao nhất. Tới đại thừa là đắc quả vị Bồ Tát. Tới nhất thừa có nghĩa là một đời thành Phật. Nghĩa là khi vãng sanh về cực lạc là ở đó là một đời thành Phật, là gọi là nhất thừa. Liễu nghĩa. Liễu nghĩa là đây mới là cái pháp mà mười phương chư Phật muốn dạy cho chúng sanh. Nói rõ ràng ra, nói thật ra là chúng sanh nên phát nguyện cầu vãng sanh. Còn những cái pháp trước là gì ạ? Là để tiêu trừ tập khí cho chúng sanh, để đối trị với những cái căn tánh cho chúng sanh thôi, chứ chưa phải là nói lời chân thật. Thì tới pháp môn tịnh độ mới là nhất thừa liễu nghĩa. Đó. Rồi vạn thiện đồng quy. Vạn thiện đồng quy nghĩa là tất cả các vạn việc thiện đều quy về một câu A Di Đà Phật hết. Mấy cụ mà có tính tâm với câu A Di Đà Phật rất là khó chứ không phải giỡn đâu. Ai cũng sợ mình chưa đủ phước rồi phải làm việc này, phải làm việc kia đúng không? Rồi phải cúng dường, rồi phải bố thí, rồi phải phóng sanh, rồi phải nói chung là làm đủ các việc thiện hết. Thì sợ là câu A Di Đà Phật nó chưa đủ nên phải làm đủ thứ để trợ duyên cho nó. Đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà thật sự thâm tín câu A Di Đà Phật là họ chỉ cần gì một câu A Di Đà Phật mà niệm tới cùng. Đó. Nhưng mà chúng sanh thì để mà có một người niềm tin như vậy rất là khó. Không phải giỡn đâu. Thì nói chung là cũng phải nếu mà quý vị mà bắt mình niệm Phật thuốc là chắc ngán chết lắm chứ mà giỡn đâu. Nên là cũng phải bày ra những cái này, bày ra những cái kia, rồi nấu ăn rồi này, rồi hội họp đồ tổ chức pháp hội rồi để cho nó vui vui một chút. Chứ bác cứ ngồi niệm Phật riết vậy thấy rụng rụng hết rồi. Như những tướng kiểu những tướng là kiểu mà là đơn thuần lắm. Nên những ai mà đông vui là chắc bị dội liền. Vậy đó. Nghĩa là hiện tướng là chỉ thâm nhập một câu A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà muốn thâm nhập câu A Di Đà Phật là phải nắm rõ được cái nội tâm của mình ghê lắm. Hồi đó là không hiểu tại sao mà mình không thâm nhập được, nên những tướng mới phải ráng đào sâu vô giáo lý. Dần dần mới biết được. Làm sao để chuyển hóa nội tâm của mình, để làm sao để cho giúp mình chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Đó. Nên chứ không phải mà nhảy vô một cái mà niệm một câu A Di Đà Phật mà niệm được đâu, khó lắm. Đó. Rồi thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm thánh. Thích ứng khắp ba căn có nghĩa là gì ạ? Ba căn ở đây có nghĩa là thượng căn, hạ căn và trung căn. Hạng thượng căn á, niệm Phật á thì họ có thể đắc được Tam Muội. Còn hạng trung căn á, nếu mà họ niệm Phật á, nó cũng sẽ giúp họ tiêu trừ tập khí và dễ phát nguyện á, vẫn có thể được vãng sanh. Hạng hạ căn á, hạng hạ căn á thì nếu mà cứ chân thật niệm Phật á thì cũng vẫn được Phật A Di Đà tới rước. Nếu mà nhưng mà bên tu bên thiền á, nhất là bên thiền tâm Trung Quốc là phải thượng căn, nghĩa là một bước mà lên trời luôn, nghĩa là còn cái pháp môn tịnh độ của mình á là thượng trung hạ đều được hết. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà phải biết bổ sung thêm thôi, bổ sung thêm cái mặt giáo lý nữa. Rất nhiều người á cứ nghe nói là gì, pháp môn tịnh độ là phù hợp hết ba căn rồi mình không cần học gì nữa, chỉ có niệm Phật không. Hiểu như vậy là bị lệch rồi, chứ không phải là mình phải nắm được giáo lý, thì khi đó mình học
mình vào pháp môn tịnh độ thì có thể giúp mình giải thoát sinh tử. Đó. Chứ không phải là chỉ có nghĩa là cái giáo lý và cái tịnh độ nó không phải là hai, hiểu không? Mà cái giáo lý hoặc là cái giới luật nó là cái nền. Mấy cô hiểu không? Nó là cái nền để cho mình tu pháp môn tịnh độ. Còn chẳng hạn như thiền tông đi, thiền tông mà dù anh có học giáo lý có rõ cỡ nào đi chăng nữa, nó không phải căn tánh đó anh cũng không thể thành công được. Thì rồi thâu chọn phàm thánh, nghĩa là sao? Nghĩa là những người nào mà đắc được A La Hán, đắc A La Hán là thánh rồi, đắc Bồ Tát cũng là thánh rồi, thì họ vẫn phát nguyện vãng sanh, chứ không phải là họ đắc thánh rồi họ không phát nguyện đâu. Nghĩa là tại vì khi mà họ phát nguyện vãng sanh một cái là cái phẩm vị của họ ngang với A Duy Vị Trí Bồ Tát. A Duy Vị Trí Bồ Tát là tương đương với bất thối niệm. Chẳng hạn như A La Hán thì chỉ là gì à? Vị bất thối thôi. Vị bất thối, rồi tới niệm bất thối, rồi tới hạnh bất thối, hạnh bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối, rồi tới niệm bất thối. Thì nghĩa là chỉ cần họ tuy là thánh vậy đó nhưng mà nó vẫn có cấp bậc. Nghĩa là cấp bậc của họ là cấp bậc thánh nhưng mà vẫn là ở mức thấp, vẫn là vị bất thối và hạnh bất thối, nhưng mà khi vãng sanh được cực lạc một cái là họ lên tới niệm bất thối liền. Nên là tuy là thánh nhưng mà họ vẫn phát nguyện vãng sanh. Rồi thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang. Theo chiều ngang có nghĩa là sao mấy cụ biết không? Như những pháp môn thông thường á là mình phải tu gì, tu từ cõi nhân thiên, đúng không? Xong rồi đó phải là tu thiền định để lên tới cõi sắc giới. Rồi từ cõi sắc giới rồi mới bắt đầu tu về cửu thiền bát định. Lên tới cửu thiền bát định rồi, rồi mới đắc được A La Hán. Rồi lúc đó mới ra khỏi sanh tử. Còn pháp môn tịnh độ mình á, tuy là phàm phu thôi. Nghĩa là vẫn là ở cõi nhân thiên thôi, vẫn là ở cõi người thôi. Nhưng mà nếu mà sao lúc lâm chung mà mình phát nguyện vãng sanh, hoặc là mình duy trì đều đặn đi. Chẳng hạn như mỗi sáng đi, sáng nào mình cũng dậy mình hướng về phương Tây, buổi sáng với buổi chiều hoặc là trước khi đi ngủ, mình duy trì đều đặn là mình phát nguyện về cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hướng về phương Tây hoặc hướng về tượng Phật đó. Mình đừng có để nó bị gián đoạn, nó không bị xen tạp, không gián đoạn. Thì tuy mình bận rộn trong công việc hàng ngày nhưng mà tới lúc lâm chung vẫn có thể được vãng sanh. Một khi vãng sanh là sao ạ? Là không còn bị sanh tử nữa, nghĩa là nó đi theo chiều ngang, đúng không? Đi theo chiều ngang nghĩa là khi mình qua bên đó, tuy là cái trình độ của mình vẫn là gì, phàm thánh đồng cư, nghĩa là qua bên Tây Phương Cực Lạc thì cái trình độ vẫn là phàm thánh đồng cư, nhưng mà có cái là gì, không còn bị sanh tử nữa đó. Mình nhận được cái thân kim cang bất hoại thì là không còn bị sanh tử rồi, gọi là thân hư vô, thân hư không mà thể vô cực. Đó là cái thân của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Cực Lạc rất là đặc biệt so với những cảnh giới khác. Đó là những cái cảnh giới tịnh độ khác là Đức Phật đều yêu cầu là phải đoạn được kiến tư phiền não thì mới tiếp dẫn. Còn riêng Đức Phật A Di Đà là không cần, quan trọng là ngay lúc lâm chung mà anh có thể tín nguyện và niệm từ 10 niệm cho tới 1 niệm cũng được vãng sanh, không cần yêu cầu anh là phải đoạn được kiến tư phiền não, không cần yêu cầu anh phải đoạn được càng xa phiền não. Đó nên cái tiêu chuẩn của Tây Phương Cực Lạc đó là rất là thấp, nên là 10 phương chư Phật là đều hướng về cảnh giới của ngài hết. Rồi nhanh chóng bước lên 4 cõi tịnh độ cực viên cực đốn. Nhanh chóng bước lên 4 cõi tịnh độ. Đó là gì ạ? 4 cõi tịnh độ là gì? Phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịnh quang. Đây là 4 cõi tịnh độ. Thì ở Tây Phương Cực Lạc thì 4 cõi tịnh độ phàm thánh đồng cư thì đó chính là những người mà người ta đang ở cấp bậc là nhân thiên thừa. Nghĩa là nhân là gì? Nhân là giữ được năm giới, đúng không? Thiên là họ tu được thập thiện nghiệp thì họ lên được cõi trời. Đó là nhân thiên thừa. Thì khi mà họ vãng sanh qua cực lạc đó thì họ sẽ
vào cái cõi phàm thánh đồng cư. Đó, rồi sau tới gì? Tới còn phương tiện hữu dư là dành cho gì? Là dành cho những vị mà người ta đắc được quả vị A La Hán trở lên, đoạn được kiến tư phiền não, là họ sẽ sinh vào phương tiện hữu dư. Rồi cao lên nữa là tới thật báo trang nghiêm. Thật báo trang nghiêm là dành cho những vị Bồ Tát đoạn được trần sa phiền não. Rồi tới gì ạ? Tới thường tịch quang là phải từ phải đoạn được vô minh phiền não, thì khi mà họ bản sanh qua tây phương cực lạc là họ sẽ vào thường tịch quang. Đó, thì trong cái phàm thánh đồng cư nó cũng có ba bậc nữa, có ba phật ba bậc nữa. Nó có cái gì? Ba bậc mà chín phẩm lận. Thì chẳng hạn như nếu mà những cụ nào mà chỉ có vẫn ăn mặn này, vẫn thích xem phim múa hát ca nhạc, hát đờn nhạc này, nó nói chung là nếu như mà tập khí người cái thế gian là vẫn đầy đủ này, chỉ là gì giữ được năm giới thôi. Nhưng mà sao lúc lâm chung nhớ Phật niệm Phật phát nguyện được vãng sanh thì vẫn được vãng sanh bên đó, nhưng mà là hạ phẩm đó. Hạ phẩm có nghĩa là sao? Là hạ phẩm hạ sanh, nghĩa là thấp nhất rồi, dạng mà còn ngủ nghịch thập ác nữa mà còn được vãng sanh nữa. Mà ngủ nghịch thập ác là chắc của hạ rồi, nghĩa là mà còn được vãng sanh nữa huống chi là, nhưng mà nó xác suất phải nói xác suất cực hiếm luôn, nên chắc là không ai mạo hiểm như vậy đâu, đúng không ạ? À, rồi tới giờ còn những ai mà sao, những ai mà bây giờ như mấy cụ này tối không có ngồi ở nhà xem phim giải trí này, đó buông được cái đó này. Nếu mà buông được cái ăn mặn nữa này, thì là sao? Sinh qua bên đó là sẽ được hạ phẩm trung sanh, cao hơn hạng hạ phẩm. Còn nếu mà buông được cái dâm dục, không có còn ân ái nữa, thì qua bên đó sẽ là hạ phẩm thượng sanh. Thì cũng là phàm thánh đồng cư thôi, hạ phẩm là thuộc về phàm thánh đồng cư. Đó. Nhưng mà nói chung là được vãng sanh về đó là nói chung là được thoát khỏi sanh tử rồi, thì hạ phẩm cũng hạ phẩm thì cũng tốt lắm rồi, không cần cao. Nhưng mà đừng có đặt tiêu chuẩn thấp như vậy. Nhiều khi đến mình đặt tiêu chuẩn chấp như vậy á, đến khi làm chung sao ạ? Chắc một phần ngàn thôi, chắc nhớ được một phần ngàn là nhớ được tới Phật quá. Nó nên tỷ lệ vãng sanh cũng là một phần ngàn thôi. Nó nên làm sao mình phải đặt tiêu chuẩn nó cao hơn một chút. Rồi tới gì ạ? Cực viên, cực đốn là rất là thẳng tắc, rất là nhanh chóng, là pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh lãnh đạo trọng yếu của các kinh tịnh độ. Các kinh tịnh độ là hiện tại là có các ngài sưu tập lại là 5 bộ kinh tịnh độ lận. Đầu tiên là kinh Vô Lượng Thọ nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ nè, kinh A Di Đà nè, kinh Niệm Phật Ba La Mật nè, kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó có cái đoạn mà gì? Có cái đoạn của ngài Đại Thế Chí á, phát nguyện bản sanh chương á, của đài ngài Đại Thế Chí, niệm Phật Vi Thông chương á, của ngài Đại Thế Chí này, đó là 5 bộ kinh tịnh độ. Thì trong đó là kinh Vô Lượng Thọ là đầy đủ nhất, các bậc trọng yếu là bộ kinh lãnh đạo trọng yếu của các kinh tịnh độ. Nên mà tại sao mà những tướng cứ cố duy trì cái quyển kinh Vô Lượng Thọ này là vậy đó, tại vì đây là bộ kinh trọng yếu nhất, đầy đủ nhất. Các bậc đại đức trong tịnh tông thường gọi là kinh này là kinh tịnh độ bậc nhất. Rồi quyển Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là do thầy tôi lão cư sĩ Hạ Liên Cư, đó ngài Hạ Liên Cư là thầy của ngài Hoàng Hiền Tổ đó, hội tập năm bản dịch gốc đời Hán Ngụy Ngô Đường tóm của kinh Vô Lượng Thọ, chọn hết những điểm tinh yếu, thâu chọn các điểm màu nhiệm, soạn thành kinh này hiện đang được công nhận là bản kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện nhất. Hồi đó ngài Hạ Liên Cư là bỏ ra mấy năm, như 3 năm hay sao để mà hội tập cái bộ kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ là gương yếu của tịnh tông, cư sĩ Bành Thiệu Thanh Đời Thanh khen rằng kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai, là cách thức khó độ chúng sanh về cái họ vốn sẵn có. Viên giáo xứng tánh đó thì bên Hoa Nghiêm thì họ có đưa ra cái tứ giáo gọi là tạng thông biệt viên. Đó, viên giáo có nghĩa là viên giáo xứng tánh, nghĩa là nó tròn đầy. Còn những cái giáo kia tạng thông biệt viên là nó
còn mang tính chất là giáo lực, mang chất phương tiện thôi, để mà độ dẫn chúng sanh thôi. Đó, tới viên giáo thì nó mới gọi là viên mãn. Rồi, là cách thức khó độ chúng sanh về cái họ vốn sẵn có. Cái họ vốn sẵn có đây này, nó giống như bên Thiền Tông hay nói là gì? Là cái tự tánh bản thể. Chúng sanh là, chúng sanh ai cũng có cái đó hết. Không phải do tu mà được, mà ai cũng đã có sẵn hết rồi. Chỉ là do gì ạ? Do mình đang chạy theo những cái niệm mê á, rồi mình quên đi mất nó. Bây giờ sao? Bây giờ mình chỉnh, chỉ cần mình lọc ra được những cái niệm mê đó, những cái niệm sai lầm đó, làm sao mình thấy được nó, đúng không? Thì dần cái tánh vốn sẵn có của mình này nó hiển lộ dần ra. Đó, thì không cần phân biệt già trẻ, gái trai hoặc là đẹp xấu gì hết. Chỉ cần mình sao ạ? Chỉ cần mình cố gắng mình hàng ngày á, mình quán chiếu lại coi thử mình bị cái ý niệm sai lầm gì nó dẫn dắt. Đó. Thì tự nhiên dần mình nhất là phải nghe pháp, phải nghe pháp thì mình mới hiểu được là cái niệm vô minh này là gì. Thì những tướng hồi đó chia sẻ mấy chục bài rồi thì chắc là mấy cô mà nghe lại thì chắc sẽ hình dung ra được. Rồi. Mình phải thấy được nó thì mình mới có thể chuyển hóa được nó. Rồi. Rồi. À vậy thôi, những tướng nãy giờ chia sẻ chắc cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, thì chắc bữa sau những tướng sẽ chia sẻ tiếp. Thì nói về giáo nghĩa thì chắc là nãy giờ không thấy ai ngủ gục hết. Vậy là chắc là tâm của mấy cô là tỉnh sáng hết rồi đó. Rồi giờ vậy thôi những tướng dừng ở đây. Rồi bây giờ xin mấy cậu cùng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.